Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm cởi mở và chân thành, khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa hai nước. Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thế giới về chỉ số tinh thần khởi nghiệp và với xếp hạng này, Việt Nam sẽ đóng góp được nhiều ý tưởng hay về những mô hình thành công tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ASEAN 2018 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Mường Lát, Thanh Hóa phải di rời sơ tán 2.500 hộ dân đang bị cô lập bởi mưa lũ. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin vào tối ngày 6 tháng 9 theo giờ Việt Nam tại thành phố Sochi, Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm hữu nghị, cởi mở và chân thành. Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo đều khẳng định lãnh đạo và nhân dân hai nước luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Và đây chính là nền tảng để quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả. Chúng tôi đã thảo luận gần như tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước chúng ta. Tôi xin đặc biệt nhấn mạnh một điều chính rằng Nga và Việt Nam là hai đối tác chiến lược toàn diện và mối quan hệ hợp tác về nhiều mặt giữa hai nước chúng ta đang không ngừng phát triển dựa trên những cơ sở nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, công bằng và tính đến lợi ích của nhau. Những lĩnh vực được Tổng thống Putin đề cập đó là Nga quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác về kỹ thuật quân sự trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, chú trọng triển khai Hiệp định Thương mại Tự do Á-Âu và Việt Nam bằng cách mở rộng những sản phẩm hàng hóa, tăng tỷ trọng những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, thúc đẩy hỗ trợ trong việc triển khai 17 dự án đầu tư ưu tiên đang được thực hiện. Tổng thống Putin nhấn mạnh chủ trương của Nga tiếp tục hợp tác hiệu quả với đối tác Việt Nam trong khuôn khổ APEC, cũng như các diễn đàn và các tổ chức khác của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng như tất cả các bạn Việt Nam đã có một cuộc hội đàm hết sức thực chất và có kết quả. Tôi tin tưởng chuyến thăm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đến Liên bang Nga sẽ tạo một động lực mới cho mối quan hệ giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển đi vào cả chiều sâu và chiều rộng. Tại cuộc họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định dù cho tình hình thế giới, khu vực có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp, song quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Chúng tôi thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong tình hình mới, cùng nhau làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, tăng cường gắn bó chiến lược và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế thương mại và đầu tư, an ninh quốc phòng và kỹ thuật quân sự. Tổng thống Vladimir Putin và tôi nhất trí sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước tăng cường hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực như dầu khí, năng lượng, nông nghiệp, xây dựng hạ tầng giao thông, v.v. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết một trong những vấn đề hai bên trao đổi tại cuộc hội đàm là cùng thống nhất cho rằng việc duy trì hòa bình và ổn định, tăng cường tin cậy lẫn nhau là nhân tố cốt lõi nhằm đảm bảo ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam ủng hộ chính sách phát triển nước Nga, đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của Liên bang Nga đối với hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, đặc biệt là các nỗ lực của Nga trong cuộc đấu tranh chống khủng bố quốc tế và giải quyết xung đột tại các điểm nóng trên thế giới. Cũng trong khuôn khổ của hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Putin đã chứng kiến lễ trao các văn bản hợp tác đã được ký kết giữa hai nước. Sáng ngày 7 tháng 9 tại tỉnh Kaluga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ khởi công nhà máy chế biến sữa TH của tập đoàn TH, cùng tham dự có Phó Thủ tướng Nga Alexei Gordiev. Với công suất 1.500 tấn một ngày, đây sẽ là một trong những nhà máy sữa lớn nhất và hiện đại nhất ở Liên bang Nga, góp phần sản xuất cung cấp cho người dân những sản phẩm sữa chất lượng cao theo tiêu chuẩn thế giới và mang thương hiệu Việt trên đất Nga. Nhà máy nằm trong chuỗi sản xuất khép kín, các sản phẩm sữa và đồ uống thuộc dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa chế biến sữa công nghệ cao có tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn TH tại Liên bang Nga. Tổng Bí thư tin tưởng sau thành công của dự án này sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Nga.
Cũng nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 7 tháng 9, hai bên đã ra tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm. Trong tuyên bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Putin đã khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Cũng trong ngày 7 tháng 9, trưởng ban tôn giáo chính phủ Vũ Chiến Thắng đã có buổi tiếp Hồng Y Juan Prater Avit, Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến của Tòa Thánh Vatican đang có chuyến thăm và hoạt động phục vụ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Hồng Y Juan Prater Avit đã bày tỏ vui mừng khi thấy ngày càng có nhiều hơn dòng tu sĩ tham gia tích cực hiệu quả trong các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, khẳng định chủ trương của chính phủ Việt Nam là phát huy nguồn lực của các tôn giáo, đóng góp vào xây dựng xã hội, xây dựng đất nước. Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ mong muốn, với vai trò là Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn, tông đồ của Tòa Thánh Vatican, Hồng Y Juan Prater Avit có chỉ dẫn hỗ trợ Hội đồng Giám mục Việt Nam hoạt động tích cực hơn, xây dựng giáo hội bền vững. Được biết, Bộ Đời Sống Thánh Hiến của Tòa Thánh Vatican có trách nhiệm chăm lo đời sống thánh hiến cho hơn 1 triệu tu sĩ trên toàn thế giới, trong đó có hơn 31.000 tu sĩ của Việt Nam. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày 7 tháng 9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thảo luận về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về quy định tự chủ đại học trong dự thảo luật. Có đại biểu cho rằng tự chủ càng cao thì sự ảnh hưởng, trách nhiệm của nhà nước càng phải xác định rõ. Không phải vì giao quyền tự chủ mà buông lỏng trách nhiệm quản lý. Có đại biểu cho rằng một trong những quyền tự chủ quan trọng là sử dụng và tuyển dụng lao động lại không được tự chủ. Được quyền xây dựng cơ cấu, việc làm nhưng lại không được chủ động về tuyển dụng theo yêu cầu sử dụng. Vậy mức độ tự chủ của hiệu trưởng nhà trường, hội đồng trường có đạt được mục tiêu không hay vẫn phải phụ thuộc vào cơ quan quản lý nhà nước? Một số đại biểu cũng đề nghị việc kiểm định chất lượng giáo dục cần phải được thực hiện bởi tổ chức có uy tín. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu việc đổi mới giáo dục đại học phải tránh làm rối hệ thống và tạo điều kiện cho các trường đại học phát triển. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến tâm huyết, xác đáng của các đại biểu nhằm nâng cao một bước chất lượng dự thảo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới. Thành phố Hà Nội đề xuất bỏ Hội đồng Nhân dân cấp xã phường và thận trọng chia thành hai giai đoạn thực hiện. Đây là thông tin được Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết tại hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố được tổ chức vào sáng ngày 7 tháng 9. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết qua đánh giá Hội đồng Nhân dân cấp xã phường cho thấy hoạt động không hiệu quả nên có thể bỏ cơ quan này. Trước khi trình Bộ Chính trị vào cuối năm nay, thành phố sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các bộ ngành và các cơ quan chức năng ở Trung ương để tiếp tục hoàn thiện đề án. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng cho biết, đề án mà thành phố xây dựng hướng tới việc nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự quản, tăng cường, phân cấp để chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng được yêu cầu quản lý của thủ đô trong thời gian tới. Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thế giới về chỉ số tinh thần khởi nghiệp trên cả Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia và Nam Phi. Đây là kết quả khảo sát của các tập đoàn, trường đại học và tổ chức danh tiếng trên thế giới. Và với xếp hạng này thì Việt Nam sẽ đóng góp được nhiều ý tưởng hay về những mô hình thành công cũng như thúc đẩy được tinh thần khởi nghiệp kinh doanh tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 sẽ diễn ra vào tuần tới tại Hà Nội. Doanh nghiệp cung cấp phần mềm quản lý khách sạn Easy Cloud này được sáng lập từ 2013. Ngay từ đầu, những người sáng lập đã xác định sẽ đưa sản phẩm ra thị trường khu vực và chỉ tập trung vào phân khúc khách sạn từ 1 đến 3 sao. Đến nay, 3.000 khách sạn đã sử dụng phần mềm này, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar. Thực ra mình phải tìm những quốc gia mà có thu nhập nó tương đương Việt Nam và có nền văn hóa và cách làm việc nó tương đương Việt Nam thì ra sẽ dễ làm hơn.
Còn với sản phẩm thiết kế đồ họa này, ban đầu tác giả đã xác định sẽ bán ở thị trường thế giới, chứ không chỉ trong khu vực. Khi thị trường, kỹ năng của công nghệ thông tin của Việt Nam, của thiết kế Việt Nam cũng đã tiệm cận gần đến với kỹ năng thế giới rồi. Và thì đấy thì mình có thêm cơ hội về nhân sự. Mình hoàn toàn có thể có những cái sản phẩm thiết kế ngang tầm thế giới. Chính phủ đã đặt mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. Để làm được điều này, nhiều chương trình khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đã được triển khai. Không những thế, những chính sách cũng liên tục có sự cập nhật, điều chỉnh. Những chính sách của chính phủ thì tôi nghĩ rằng là đang hết sức cởi mở. Và thực ra là tôi thấy là dường như là chính phủ có từ chối chuyện gì đâu. Các kiến nghị của các công ty startup được xem xét rất là nhanh chóng và được quyết định cũng nhanh chóng. Việt Nam cần cố gắng đẩy mạnh hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng việc tăng cường khả năng tiếp cận vốn, tìm cách huy động được 60 tỷ đô la Mỹ tiền nhàn rỗi trong dân cho sản xuất hiệu quả cao, đào tạo nhân lực với năng lực cao và linh hoạt. Đứng đầu thế giới về tinh thần khởi nghiệp, Việt Nam sẽ có đóng góp nhiều cho các phiên thảo luận sôi nổi của Web ASEAN 2018 lần này. Đó là những phiên trao đổi về chủ đề trí tuệ nhân tạo, tương lai số của ASEAN, Internet kết nối vạn vật, môi trường làm việc 4.0 và tăng cường đổi mới sáng tạo của startup. Ngày 7 tháng 9, Hội nghị Bất động sản quốc tế lần thứ tư IREX 2018 đã kết thúc sau 3 ngày diễn ra tại Hà Nội. Trong hội nghị năm nay, thì các nhà đầu tư bất động sản đến từ 19 quốc gia trên thế giới đều có chung nhận định rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mang lại sự thay đổi đáng kinh ngạc trong lĩnh vực bất động sản. Vậy cụ thể tại Việt Nam thì ứng dụng công nghệ 4.0 trong bất động sản đang mang lại những điều mới mẻ gì cho chúng ta? Và tại các nước phát triển thì quá trình này đang diễn ra như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây của chúng tôi. Hiện nay tại các dự án bất động sản thì ngoài những mô hình thu nhỏ như thế này thì doanh nghiệp còn ứng dụng thêm những công nghệ, ví dụ như công nghệ gọi là 3D tương tác. Cụ thể là như căn phòng này, tôi muốn biết được là lượng ánh nắng buổi sáng có quá gắt chói hay không. Tôi hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ 3D tương tác và kiểm tra trên màn hình như thế này. Và như vậy là khi chưa nhận căn hộ, tôi đã có thể kiểm tra được là cái lượng ánh nắng chiếu vào có phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình hay không. Còn khi đã dọn về nhà mới, thì những căn hộ thông minh với đầy đủ các tính năng hiện đại đang đem lại sự tiện lợi cho cư dân. Ví dụ như chỉ cần dùng một ứng dụng trên điện thoại thông minh, có thể thanh toán tiền điện nước, phí dịch vụ, hoặc gửi thông báo với ban quản lý chung cư bất cứ vấn đề gì. Khi mà mình có một cái gì đấy lỗi trong nhà, mình có thể up lên app và ngay lập tức ban quản lý sẽ cho người sửa chữa. Thì mình thấy đấy là một cái tiếp nhận rất là tốt từ ban quản lý với cả cư dân. Ngay trong cái thời gian này sẽ là bắt đầu là cái trào lưu mà phải áp dụng về smart home cho tất cả các căn hộ trước đã. Tiếp đến thì là cho cả cái tòa nhà thông minh thì bao gồm là có các cái hệ thống kiểm soát an ninh, hệ thống đo lường chất lượng không khí, như các cái robot dọn phòng hoặc là cái robot mà hệ thống giải đáp và trả lời tự động, biến cái tòa nhà của mình thành một cái tòa nhà thông minh. Và mở rộng ra thì nó là cả một cái thành phố thông minh. Còn tại các nước phát triển trên thế giới thì ứng dụng công nghệ 4.0 trong các giao dịch bất động sản đang là xu thế hiện nay. Theo các chuyên gia, những công nghệ như blockchain hay dữ liệu lớn rồi trí tuệ nhân tạo là một trong những thay đổi lớn trong lĩnh vực bất động sản. Điều quan trọng về blockchain là có rất nhiều người nắm giữ thông tin, ví dụ như dòng tiền, tiến độ dự án bất động sản. Với công nghệ này, bạn có thể đầu tư vào một dự án chỉ với 100 đô la Mỹ. Công nghệ này sẽ tập trung các nhà đầu tư nhỏ cho một dự án bất động sản lớn, và điều đó sẽ thay đổi cách triển khai các dự án bất động sản trong tương lai. Chúng sẽ ảnh hưởng tới cả chuỗi sản xuất, từ tìm hiểu thông tin cho tới xây dựng thực tế. Ví dụ như làm sao để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn xây dựng một cách hiệu quả. Ứng dụng công nghệ trong bất động sản đang là xu hướng trên thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Các công nghệ thông minh đang mang lại nhiều lợi ích cho các bên, từ chủ đầu tư, khách hàng cho đến cơ quan quản lý.
Thưa quý vị, xuất khẩu hàng trăm thị trường, sản lượng rất lớn, thế nhưng sản phẩm tôm cá tra của Việt Nam vẫn chưa có được một thương hiệu đủ lớn để có thể cạnh tranh với quốc tế. Hạn chế này được nêu ra trong hội thảo phát triển thương hiệu sản phẩm tôm và cá tra của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào sáng ngày 7 tháng 9. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì mỗi năm xuất khẩu tôm cá tra của Việt Nam đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy sản. Hiện cả nước có đến 450 cơ sở chế biến xuất khẩu tôm cá tra và hơn 160 quốc gia vùng lãnh thổ. Dù vậy thì sản phẩm tôm cá tra trong nước khi đến với người tiêu dùng thế giới phần lớn lại mang thương hiệu của các doanh nghiệp nước ngoài. Chính điều này đã đánh mất năng lực cạnh tranh và giá trị xuất khẩu của hai mặt hàng chủ lực nói trên. Và để khắc phục tình trạng này thì các chuyên gia đầu ngành cho rằng doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn trong việc xây dựng chuỗi giá trị tôm cá tra. Các bộ ngành liên quan cùng chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ về thủ tục pháp lý để các doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu quốc gia có sản phẩm tôm và cá tra. Trong phần tiếp theo của bản tin, sơ tán di rời 2.500 người dân tại Mường Lát đang bị cô lập bởi mưa lũ. Cùng chúng tôi ghé thăm lớp học xóa mù chữ cho chị em dân tộc Mông tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Mường Lát, Thanh Hóa đã vừa phải di rời sơ tán 2.500 hộ dân. Các tổ công tác đặc biệt của địa phương và các lực lượng công an, quân đội cũng đang túc trực tại đây cả ngày lẫn đêm để hỗ trợ cho người dân. Và những hình ảnh phóng viên chúng tôi gửi về từ Mường Lát sẽ cho quý vị thấy nơi đây vẫn đang bị cô lập. Sau những đêm chưa thể yên giấc của người dân, trên gương mặt họ vẫn là những hoảng sợ. Tất cả bà con bản Pọng đã được đưa ra khỏi bản ở đồn biên phòng Tam Trung và nhiều nơi khác trong huyện. Đồn biên phòng nuôi người dân những ngày này. Từ mờ sáng thức dậy thôi mà không ngủ được. Không biết kể thế nào được, chạy suốt thôi. Từ khi xả lở chạy đi chạy lại đến khi ra đây này. 123 hộ gia đình sập nhà được di rời. Hiện vẫn còn hơn 200 gia đình trong vị trí nguy cơ sạt lở cao. Nếu xảy ra mưa sẽ sơ tán. Người dân tại trung tâm thị trấn Mường Lát sẵn sàng đón bà con thiệt hại vì sạt lở về ở. Cũng khổ, vì nhà cửa cũng trôi hết, cái gì cũng trôi. Vì đây là nhân dân dưới phố đây là gom thức ăn, quần áo về cho bà con. Cũng giờ cũng tạm ổn. Mường Lát vẫn còn những xã xa trung tâm, chưa tiếp cận được. Các cán bộ đang đi bộ đến các bản, nắm tình hình thiệt hại. Với các xã này, di dân trong phạm vi xã. Hiện nay là cứ ở tạm như thế này thì là cũng vất vả cho bà con. Vì cái nơi sản xuất của bà con nó nằm trong khu trong hết, trong khu bản Pọng hết. Còn bà con hiện nay đang ở khu ngoài, khu đồn và khu của trường này thì rất khó khăn cho vấn đề đi lại là sản xuất của bà con. Nói thế thôi cũng phải bà con cũng phải có cái sự chủ động để mình lấy cây măng gạo thì muối các thứ thì nhà nước cho, nhưng mà cái việc hàng ngày thì có rau có cỏ và có măng trong rừng là bà con cũng đi hái thêm mà. Bản Pọng sẽ không thể ở được nữa, địa phương đang tìm địa điểm mới cho cả bản tới ở và sản xuất nhưng đang rất khó khăn. Diện tích nào sẽ để bố trí cho người dân về ở sau khi mà chúng ta di dời người dân? Đó là vấn đề không chỉ với riêng huyện Mường Lát mà với tất cả những địa phương miền núi sau khi xảy ra tình hình sạt lở. Với huyện Mường Lát, giờ vẫn chưa có phương án nào cụ thể cho vấn đề này. Và rõ ràng chúng ta không thể để cho những người dân, những đồng bào dân tộc vừa phải trải qua những thiệt hại rất nghiêm trọng bởi sạt lở, phải sống mãi trong cảnh nay đây mai đó, ăn nhờ ở đậu. Chuyển sang một nội dung khác, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đang triển khai dự án hỗ trợ người dân tại vùng thiên tai Nam Trung Bộ xây dựng nhà ở có tính năng chống chịu bão lũ. Riêng tại tỉnh Phú Yên, ngay trước mùa mưa bão năm nay, 100 ngôi nhà kiên cố đã kịp hoàn thành. Và nhờ vậy mà nỗi lo dai dẳng khi nhiều gia đình phải ở trong những ngôi nhà tạm bợ giữa vùng bão lũ này đã chấm dứt. Trong mắt sớm, một mình bà Nga bươn chải nuôi con giữa vùng đất mà năm nào cũng hứng chịu thiên tai. Cả gia đình bà phải ở trong ngôi nhà tạm này, ở trong nỗi phập phòng mỗi khi bão lũ. Một ngôi nhà kiên cố, bởi thế là mơ ước lớn nhất của bà Nga. Giờ thì bà đã chạm đến ước mơ. Tháng này, bà Nga đã về nhà mới để ở.
mưa gió bão bùng mình cũng đỡ lo, mình cũng yên tâm, mình nó cũng phì phến hơn nhiều. Mừng gơ lắm, mừng hết sức mừng luôn. Bà Nga được làm nhà kiên cố khi giữa năm nay, gia đình bà là một trong 100 hộ gia đình ở tỉnh Phú Yên tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP thông qua kênh tiếp nhận là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Mỗi gia đình được hỗ trợ 2.200 đô la Mỹ, tương đương với gần 50 triệu đồng. Để cho cái nhà mình nó mang tính chất là kiên cố và nó đảm bảo là phòng tránh lũ bão thì trên cơ sở là các cái mẫu nhà được sở xây dựng đã thiết kế có tính năng là chống bão lũ. Thì qua các cái hoạt động như vậy thì sở xây dựng cũng như là các sở ngành và chính quyền địa phương cũng đã phối hợp rất là tốt với Hội Phụ Nữ để triển khai. Những gia đình được hỗ trợ là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương bởi thiên tai và những gia đình có nhà bị sập trong trận bão số 12 năm ngoái. Từ nguồn hỗ trợ này, các gia đình mạnh dạn xây nhà ở bằng cách huy động thêm nguồn kinh phí. Đó có thể là tiền tích cóp lâu nay, đó cũng có thể là tiền vay mượn từ làng xóm. Nhà xây dựng xong, họ an tâm làm ăn và trang trải các khoản nợ. Có ít thì có không được ấy. Mấy chục triệu mà có không được, nó bò thêm vô, nó có cái, nó lần làm lần khó, thôi làm luôn. Rất là nhiều mừng nhớ, nó nhớ mà mừng nhớ. Hầu như năm nào, các tỉnh Nam Trung Bộ cũng hứng chịu thiên tai. Như trận bão số 12 năm ngoái, chỉ riêng tại hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã có đến 2.000 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Dự án hỗ trợ người dân xây nhà có tính năng chống bão của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, bởi thế đã góp phần giải quyết một vấn đề có tính mấu chốt. Từ những ngôi nhà kiên cố, cuộc sống của người dân cũng dần thích ứng với thiên tai. Bác sĩ tại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải luân phiên về hỗ trợ cho các trạm y tế xã phường và thị trấn. Đây là thỏa thuận được đại diện các bệnh viện ký với đại diện ngành y tế 4 tỉnh là Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai và Hà Tĩnh vào sáng ngày 7 tháng 9. Sẽ có 10 bệnh viện trung ương như Bạch Mai, Nội Tiết, Bệnh viện Đại học Y, Nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Huế cũng như các bệnh viện tuyến cuối của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đưa bác sĩ xuống 26 xã thí điểm. 26 xã này của 4 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Tĩnh cũng sẽ đặt hệ thống telemedicine, tức là điều trị từ xa, để các bác sĩ tuyến trung ương trực tiếp tư vấn và hội chẩn qua mạng Internet về những ca bệnh phức tạp. Tại hội nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế sáng ngày 7 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết, giải pháp này được ngành y tế kỳ vọng sẽ giúp các trạm y tế nâng cao được chất lượng cả về nguồn lực và chuyên môn, tạo niềm tin cho người dân. Đặc biệt có hệ thống là telemedicine y tế từ xa thông qua hệ thống công nghệ thông tin sẽ giúp nâng cao toàn diện cái chất lượng chăm sóc sức khỏe, dự phòng và khám chữa bệnh tại tuyến xã để người dân có thể yên tâm đến đó để mà được dự phòng trong chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh không cần phải lên tuyến trên, vừa quá tải, mất thời gian tốn kém. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án xóa mù chữ đến năm 2020 và đặt mục tiêu là đến năm 2020 xóa mù chữ cho 1,2 triệu người trong độ tuổi từ 15 cho đến 60, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 98%. Và kể từ đó đến nay, đề án đã được triển khai rộng khắp trên cả nước và giúp xóa mù chữ cho hàng ngàn người, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số vùng cao. Và nhân ngày quốc tế xóa mù chữ mùng 8 tháng 9, chúng ta hãy cùng ghé thăm lớp học xóa mù chữ cho chị em dân tộc Mông tại xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đi bộ hàng chục cây số, túi ni lông thay cặp sách, bế cả con đi học, dỗ con trong lớp, con chơi trong lớp chờ mẹ học, vốn là những hình ảnh đã quá quen thuộc của lớp xóa mù chữ tại xã La Bán Tẩn này. Nhưng điều đó cũng không dập tắt được giấc mơ thắp sáng con chữ nơi vùng cao của cả thầy và trò nơi đây. Những tiếng đọc bài vẫn ngày ngày vang lên giữa đỉnh trời La Bán Tẩn. Chị Hoa là một cô gái nông thôn, nhà nghèo. Đã một chữ thì em đi học và em biết chữ để em về còn dạy được các con sau này, và các con đi học thì em còn biết ký tên và là còn làm được nhiều thứ khi mình biết chữ. Thi đi thì cứ mang đi, chịu khó thôi, thi học đi chịu khó thôi ạ. Cầm tay luyện chữ, một kèm một hay giảng giải tỉ mẩn là cách mà các giáo viên đứng lớp động viên và đôn đốc những học viên
đã lên chức mẹ, chức bà. Chúng tôi vừa phải vận dụng thực hiện bằng tiếng phổ thông, nhưng mà cũng phải vừa vận dụng để nói những cái từ ngữ của tiếng địa phương để các chị em ấy hiểu gần gũi với lại những cái ngôn ngữ của địa phương họ để họ hiểu hơn ạ. Lớp học xóa mù chữ cho chị em phụ nữ Mông tại La Bán Tần được triển khai từ năm 2013. Đến nay đã mở được 5 lớp với 159 học viên. Trung bình mỗi lớp có 30 học viên và các chị em được học 9 tháng một năm kể từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần. Sau khi kết thúc khóa học, làm bài kiểm tra, các chị em sẽ được cấp chứng nhận công nhận biết chữ. Qua cái việc mà công nhận biết chữ thì chị em cũng đã, thứ nhất là đã tự tìm hiểu, đọc báo và tìm hiểu những cái nội dung liên quan đến vấn đề sản xuất chăn nuôi, những vấn đề mà áp dụng vào thực tế của sản xuất tại địa phương, nâng cao cái năng suất lao động ở gia đình. Nỗ lực gieo chữ không chỉ giúp thay đổi cuộc sống, mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho bà con dân tộc vùng cao, mà qua đây còn khẳng định cho công tác xóa mù chữ trong hơn 70 năm qua ở Việt Nam đã có nhiều bước tiến. Những nỗ lực này vẫn đang được tiếp tục tích cực triển khai và nhân rộng. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.